Chào quý ông bà và anh chị em đang theo dõi đài VNA. Hôm nay là ngày rất là trọng đại. Ta biết là ngày 17 tháng 7 này là chúng ta làm phép linh đài Đức Mẹ La Vang. Và sau lưng chúng tôi là ngày hôm nay là ngày Đức Mẹ sẽ được lên ngự trên bệ. Đấy, cho nên rất là quan trọng, rất là trọng đại. Chúng ta chờ Đức Cha tới để chứng kiến việc Đức Mẹ 6 tấn và có 4 cái cọc để giữ Đức Mẹ ở trên bệ. Đấy, cho nên từ đất cho lên tới chỗ Đức Mẹ là 16 feet, rất là cao và sừng sững. Chúng ta đã thấy vòm Đức Mẹ đã lên rồi, và hôm nay là ngày Đức Mẹ sẽ hiện diện ở trên cái bệ thôi. Cho nên từng bước một, và trong vòng vài tháng nữa là công trình này sẽ hoàn tất, tất cả những cái bảng và tất cả những hàng rào sẽ bỏ đi, và chỗ này là chỗ thánh lễ làm phép có Đức Khâm Sứ Tòa Thánh ở Washington DC, thủ đô của nước của chúng ta, đến để làm phép với sự hiện diện của Đức Giám mục Kevin Van của chúng ta và khoảng 10 giám mục, và chắc chắn các linh mục Việt Nam ở đây khoảng vài cả trăm linh mục, và nhà giáo dân, đặc biệt là giáo dân của nhà thờ chính tòa Cộng đoàn Tam Biên thì chắc chắn là sẽ đông lắm. Trong vùng của Oregon của chúng ta hy vọng là khoảng tới 10.000 người. Cho nên quý ông bà và anh chị em hướng về địa phận Orange trong ngày 17 tháng 7 sắp tới đây để tiếp tục thương yêu và mừng với người Việt Nam của chúng ta. Đức Mẹ đang là hiện diện với chúng ta, và một lần nữa chúng tôi nhắc tới là đây là một cái công trình 6 năm trời, và Ban La Vang cũng như tất cả quý ông bà và anh chị em ân nhân đã đóng góp rất là nhiều. Và chúng tôi thấy Đức Giám mục Thomas Nguyễn Thái Thành đang đứng ở đây rồi, đang là chờ Đức Giám mục Kevin Van. Xin chào quý ông bà và anh chị em. Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên ban tầng 57.3, 16.10 cũng như ban tầng 26.9 của chúng tôi tại Las Vegas. Và kính thưa quý khán giả, ngày hôm nay trong phần sinh hoạt cộng đồng, Mỹ Linh muốn có một phần tường trình ngắn đối với quý vị, đặc biệt là quý bà con Công giáo khắp nơi vui mừng ngày hôm nay khi mà tượng của Đức Mẹ La Vang đã được mở ra để mà đặt lên trên bệ. Khi mà đúc tượng đã được đưa về từ Ý là gần một tháng nay, nhưng mà chưa có được mở ra bao giờ hết, và hôm nay thì mở ra để làm phép tượng, và sau đó thì được đặt lên trên bệ. Từ lúc 7 giờ sáng thì xe đã đến để mà có thể đặt tượng Đức Mẹ lên rồi, và đây là giây phút mà tượng đã được bắt đầu bỏ lên trên bệ. Thưa quý vị, là một hình ảnh rất là thiêng liêng và rất là tuyệt vời cho buổi sáng ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, cộng đồng Công giáo giáo phận Orange sẽ chuẩn bị cho một ngày lễ khánh thành linh đài Đức Mẹ La Vang vào tháng 7 sẽ được diễn ra, là một trong những cái gọi là event rất là lớn của cộng đồng Công giáo giáo phận Orange. Và quý vị thấy ngày hôm nay có Đức Cha Kevin Wan, Đức Cha Nguyễn Thái Thành, rồi cũng như một số quý vị linh mục ở trong vùng của chúng ta rất là đông đã có mặt ngày hôm nay. Và Đức Cha Kevin Wan cũng vui mừng để mà nói với chúng ta rằng là đây là một cái sự kiện rất là lớn, hàng năm cũng sẽ có quy tụ nhiều người đến để mà cùng kính nhớ đến Đức Mẹ, và đây là một cái ngày rất là trọng đại. Và chúng tôi đã có mặt ở đây để mà tường trình đến với lại quý khán giả khắp nơi với những hình ảnh thật là đẹp như thế này trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ở phía sau lưng quý vị thấy là mọi người đứng rất là đông và để mà chứng kiến được cảnh mà tượng Đức Mẹ được đặt ở lên trên bệ, kính thưa quý khán giả. Và đây thì sự kiện này không có được nói rộng rãi cho công chúng, chỉ có một số giáo dân rồi quý linh mục rồi Đức Cha biết để mà đến và cùng chiêm ngưỡng bức tượng thôi. Nhưng mà chắc chắn là khi mà hoàn thành mở ra cho công chúng thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều, kính thưa quý vị. Và kính thưa quý khán giả, ngay sau đây xin mời quý khán giả cùng chúng tôi nói chuyện với lại Đức Giám mục Kevin Wan để mà cùng với lại Đức Cha có những tâm tình trong buổi sáng đặc biệt ngày hôm nay. Dear Bishop, can you tell us how you feel today when we have the special event is coming up? Well, I've been here 9 years, yeah. But this 6 years working to bring this to this day, so great sense of gratitude to God, gratitude to Our Lady, and the generosity of everybody to help make this day possible. Yes, that's really hard. Yeah.
How wonderful. Thưa quý vị, Đức Cha nói rằng là tất cả những cái planning này là 9 năm. Nhưng mà đã 6 năm thì chúng ta mới có được ngày hôm nay khi mà tượng Đức Mẹ được đặt tới đây. Kính thưa quý vị, and, can you tell me how meaningful of the Mary status can stay over here for the not for just Vietnamese community, but for whole, for everybody. Yes. And that this can become then a place of visiting and pilgrimage for everybody, you know? Yes. That's what she stands for, you know? Yes, thank you so much. And maybe somebody, we don't have to go so far to Marian Days in Missouri, people can come here. Right, exactly. Yeah, yeah. Thưa quý vị, Đức Cha nói thật là ý nghĩa khi mà Đức Mẹ có ở đây không chỉ cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta, mà cho tất cả mọi người có thể đến viếng thăm Đức Mẹ, và mọi người cái nhiều khi không phải đi xa, đến Missouri chẳng hạn, không cần phải như vậy. And also, will we have like a celebration every year that look like the Mary Day Festival? Yeah, something that's like that. The idea eventually. Uh-huh. So the big thing is the dedication we can plan after that. All right, thank you, Bishop. You're welcome. Thưa quý vị, ông nói là đúng như vậy, rất là tuyệt vời, và rất là chúng ta sẽ có đại hội hàng năm để mà mọi người có thể đến viếng Đức Mẹ, và đó là cái planning, cái thưa quý vị. Bishop, thank you so much for your interview. Thank you. Thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị nói chuyện cùng với lại Linh Mục Christopher, cha là quản nhiệm của nhà thờ ở đây, thưa quý vị, và cha là cha chánh xứ, cho nên là hôm nay chúng ta sẽ rất vui mừng được gặp cha. Dear Father, so can you tell us how you feel today when the status is coming? It's so long to wait for yes. her to come. Oh, I'm so excited. This day, I didn't know it would ever come, you know, because right. we've been working on this project for at least 6 years. Mm-hmm. And then I've been part of it, you know, from the beginning with the various committees. Yes. And looking at the pictures and the renderings and then approving it and then actually here. And the Vietnamese community is so important to our community here at Christ Cathedral in Orange County in the church. So I'm really almost crying. It's so hard. And yeah. it's 6 years. It's very long. Yes. And it's really a big project. It's coming. Oh, a big project. And yeah. so many people helped with it. And it's just been beautiful to see. And it's going to be even more beautiful when it's open and we see the people right. coming to pray right. to Our Lady of Lavang. Thank you, Father. Okay. Thưa quý vị, là ông nói là rất là vui mừng và một cái project lớn 6 năm và cộng đồng người Việt Nam của chúng ta ở đây rất là quan trọng, có cái sự đóng góp ở cho giáo phận ngay tại khu vực này. Cho nên là ông nói là đây là một cái điều rất vui và cũng gần như khóc luôn đó khi mà thấy tượng Đức Mẹ được dời đến đây. Tại mình cũng không biết chính xác là ngày nào, nhưng cuối cùng hôm nay tượng Đức Mẹ để đến đây còn đẹp hơn nữa khi mà được mở ra cho tất cả mọi người cùng thấy. And so I know that we have a really big planning every single year. Yes. A lot of people from everywhere can come over to pray with the Lady of Lavang. So it's going to be very special event coming. Yes, we'll have many year. Special events and, mm-hmm. and annual events, and we'll invite anybody who wants to come. It'll be very beautiful. All right, thank yes. you. Okay. Thưa quý vị, đúng vậy. Đức Cha nói là cha nói là chúng ta sẽ có mời mọi người đến hàng năm trong những ngày đại hội, và mọi người sẽ thấy rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ có nhiều khách hành hương đến mỗi năm để mà thăm viếng Đức Mẹ Lavang. Kính thưa quý vị, thank you so much, Father. Okay, you're welcome. Thank you. Okay. Và đó, quý vị thấy là đây là hình ảnh mà những người construction họ đang làm ở phía sau để mà xây dựng tượng, để mà đặt tượng của Đức Mẹ lên trên bệ. Và đây là Đức Mẹ Lavang, rất là gần gũi với lại cộng đồng người Việt của chúng ta. Cho nên là thật sự là đây là những cái hình ảnh mà rất là đẹp trong sáng ngày hôm nay, kính thưa quý khán giả. Dạ, và đây chúng tôi muốn giới thiệu đến cho quý vị gương mặt rất là quen thuộc với lại quý khán giả của chúng ta hàng tuần, và cô cũng rất là involved ở trong cái project này và cùng với mọi người gây quỹ rất là nhiều. Dạ, và hello thưa chị, dạ xin chị có thể giới thiệu quý khán giả là ngày hôm nay đặc biệt như thế nào, và công việc gây quỹ của chúng ta đã hoàn thành như thế nào, rồi cũng như là công trình này từng bước đã xây dựng ra sao thưa chị. Cảm ơn chị và đài VNA. Thì dạ. Sáng nay là ngày blessing của linh tượng Đức Mẹ Lavang, thì từ Ý đem về đây cũng là hơn một năm rồi, và bang Lavang đã cất rất là kỹ. Hôm nay Đức Cha đã thấy là làm các tượng, và cả chiều nay là Đức Mẹ sẽ trên cái bệ. Thì cái vấn đề gây quỹ là hơn 13 triệu, bây giờ là hơn 13 triệu rồi. Nguyên cái công trình này là phía trước và phía sau và linh tượng, và sẽ có vài cái mục vụ mới là hơn 13 triệu. Wow. Và cảm ơn tất cả giáo dân đã hưởng ứng cái dự án này. Elizabeth là dự án trưởng cùng đồng hành với quý cha để làm việc này trong 15 giáo xứ và cộng đồng công giáo tại Orange. Đương nhiên có nhiều cộng đồng khác ở Mỹ. Thì bên cạnh mình là một người cô Mỹ rất là đẹp, nhưng mà cô này là giúp cho bang Lavang rất là nhiều. Kimberly là
secure tất cả cái site của này, tất cả construction và tất cả cái security đây là lúc mà mình đang xây lên đài là có những các nhân viên của Đức Cha để mà cùng hợp tác với mình, nếu không là cộng đồng Việt Nam không thể làm được cái việc trên khuôn viên của nhà thờ chánh tòa được. Thì yeah. mình muốn accident thôi, chị đang đứng ở đây, nhưng mà tóm lại là một cái sự hợp tác rất là gần gũi giữa các ban ngành của Đức Cha Mỹ và các ban ngành của người Việt của mình. Yeah, all right. Thank you so much, Miss Kimberly, for everything you've done for us. It's really hard and really big project either for 6 years you have today. So can you please how excited for you to see this happen today? We are very excited. It's been a long time coming. I remember standing in the parking lot with Elizabeth and we had the flags up to see where it would be to this now. It's very exciting. We're very excited to have you. Alright, thank you. Thank you, Miss Kimberly. Kimberly's staff secures a site, and I'm sure she has many other jobs. But basically, for us to be on campus, we have to work with them to make sure that we are within the master plan and also within the guidance of the diocese. It's very complicated. It's multiple entities on this campus. Yeah. Thưa quý vị, rõ ràng là quý vị thấy là cô Kimberly ở đây làm giống một cái người staff của Đức Cha, rồi cùng làm trên cái phải có sự kết hợp của những người nhân viên của Đức Cha nữa, mình mới có thể làm việc ở trên cái mảnh đất mà của nhà thờ chính tòa của giáo phận được. Rồi cô Kimberly nói trời hôm nay cô excited lắm, rất là cảm thấy thích thú vô cùng, nhất là mỗi ngày ở parking lot nhìn thấy rồi mà hôm nay vén ra một chút để mọi người thấy hình ảnh của Đức Mẹ thì nó thật là tuyệt vời, thưa quý vị. Cho nên đây là một cái ngày rất là vui ngày hôm nay, và tượng Đức Mẹ thì chiều nay là mình có thể thấy là đã được đặt trên mẹ rồi. À vâng, thưa anh, ngày hôm nay là ngày rất là trọng đại, và thực sự mà nói thì Đức Mẹ La Vang của chúng ta đã về địa phận cũng cách đây cũng vài tháng rồi, và hôm nay mới là ngày chính thức dựng linh đài, dựng tượng Đức Mẹ lên đài Đức Mẹ La Vang. Và hôm nay thì ở trong khuôn viên này có cả Đức Cha Kevin Van, rồi Đức Cha Phụ tá Nguyễn Thế Thành và nhiều các vị linh mục và tất và cả các vị quan khách, và chẳng hạn như là những người ở trong cái nhóm mà thực hiện linh đài Đức Mẹ La Vang cũng có tới đây, và tất cả mọi người đều quy tụ nơi đây cũng khoảng chừng 50-60 người và đến đây để thực nhìn cái một cái không gian, một cái quang cảnh như thế này. Đây là một cái niềm, thứ nhất là một niềm vinh dự cho người Việt Nam, người Công giáo Việt Nam, thứ hai là cho toàn thế giới thấy được sự thực hiện linh đài Đức Mẹ La Vang đã dần dà và đã gần thực hiện và đã xong, có thể là một bước đầu rất là tốt đẹp, thưa anh. Và đây là phần tường trình ngắn của Mê Linh cho sinh hoạt cộng đồng. Hy vọng rằng quý vị sẽ cùng với chúng tôi để chào đón những cái sự kiện tiếp theo. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Xin kính chào tạm biệt. Lạy Mẹ Fatima. Lạy Mẹ Fatima. Lạy Mẹ Fatima. Lạy Ooh.